Vân Thiên à? Đi dưới à? Mày đi lên tầng 2 quán cà phê đấy. Mẹ nó nhìn nhìn như hai anh em nào. Thì bạn nhìn như hai anh em luôn mà. Là hôm nay em biết ông ấy lâu mà. Nhưng mà bình thường ấy em rất ngại nói chuyện với ông ấy. Bởi vì kiểu gì cũng sẽ quay rồi ai rồi. Chết rồi. Đứng thêm thằng bóng ra nữa sao chịu nói. Quay anh siêu ấy làm gì mày mà mày có biểu hiện bơ phờ. Bơ phờ thế. Mày trốn luôn này cháu. Bố cà mê. Thôi để em đi bỏ lên lầu. Không làm gì mày không? Đó. Đừng đánh vội nhá. Cho đen đi cũng được, nó phải đổ. Hả? Đen đi cũng được, nó phải đổ. Em đi trong bộ này hả? Xong siêu chặn đầu ngay à? Tao kêu thì làm thằng máy với anh. Thôi để em đi bộ. Quậy. Admin khả năng đã mua cái đồng hồ mới. Đúng rồi, anh chưa kịp từ hôm qua mới bị mà. Đồng hồ ấy vào trong nó không được êm tay lắm. Anh sau kênh mình ở mắt có khi mạ vàng luôn cái đồng hồ. Rồi anh xin em nghe nó yêu hiệu ứng truyền thông. Chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đến với trận hot nhất ngày hôm nay đây. Thôi quên nghĩ ma tóc thôi mà hồi ma tóc đầu tiếng là bả chết. Trận đấu giữa Trần Mã Siêu với Hà Văn Tiến đây. Cái thằng này nghĩ ma tóc đầu nó bả chết ạ. Tiến rẽ có chỉ có 1 phút 50 giây thôi. Và trong khi là bên Mã Siêu là có 5 phút phân tiên. Siêu siêu. Chạm mấy đây? Chạm 10. Chạm 10 cơ à? Phân tiên 1 phút. 5.6 mà coi sao. 50 giây. Trời lép quá, sao chạm 10 siêu. Thôi. Chạm 10. Là như nào nhỉ? Mỗi kỳ thủ đóng 10 ly. À, lão đại tài trợ 20 ly. Người chiến thắng được cầm về 35 ly và 5 ly quay phát anh em nhỉ? Đúng ạ. Mỗi cái thủ đóng 10 ly anh em ơi. Mỗi cái thủ đóng 10 ly, mỗi cái thủ đóng 10 ly nhá. Lão đại tài trợ 20 ly, cầm về 35 ly và quay phát 5 ly anh em. Coi như là lủ ghi là 5 à quên từ từ. Quên. 5 này. 5 này. 15 5. Ôi trời ơi, cộng. Mày ngồi xuống mày ngắm anh siêu đi. Chấn điểm. Nước về sức khỏe như tính anh ấy. Mày đứng đó mày hô nó lên. Anh em chờ tí trong giây lát sẽ có thể thi triển thành công nhá, để đủ ghi mấy tin nhắn anh em. Không tích lũy anh em ơi. Tiến để ý cái đồng hồ nhá. Em lúc nào phải để ý anh chỉ nói trước. Trận sâu mát. Cờ úp. Hà Văn Tiến. Hà Văn Tiến chỉ có 1 phút 50 giây thôi. Trần Mã Siêu. Trần Mã Siêu thì 5 phút anh em ạ. Chạm 10. Nhà tài trợ Mr. Lữ Khách anh em nhé. Lão đại tài trợ là 20 ly này. 10 15 5 10 10 15 5. Chết rồi, nhầm rồi. Ghi là 5 năm tôi đâu có tí nữa đủ sẽ chuyển sau. 10 10 15 5 anh em nhé. Ok rồi. Rồi, hai cây chịu triển thôi, bắt tay thi đấu thôi. Bắn đầu ai đi tiên đi. Bắn đầu siêu đi tiên, anh em đi tiên đi dưới nhá. Trận chiến của chúng ta bắt đầu rồi anh em ơi. Trận này nhanh lắm anh em ạ. Nói chung chắc là không kịp bình luận về chất động chuyên môn thôi anh em. Bởi vì hai kỳ thủ đều đi nhanh anh em ạ. Đây là ván đấu đầu tiên đây anh em ơi. Như hôm qua anh lại ngại. Không biết là có làm gì sai không để anh giận không. Ai không ngại không dám gọi. Vâng, em biết là anh ra đây rồi.
10 10 15 năm anh em. Lão đại tài trợ 20 ly, 10 10 15 ly, 15 ly cho trận đấu này thì người chiến thắng sẽ được 35. Đấy, lũ chuyển lại thành 10 10 thôi. Thế thì em mới băn khoăn suy nghĩ luật quẩn biết có vấn đề gì không. Mười 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 lăm năm anh em nhá, xong rồi. Ok. Dạ. Và lão đại tài trợ 20 ly anh em nhá. Đấy. Mỗi cái chủ đóng 10 ly đấy, thắng được 35 ly anh em. Đây là bàn đấu đầu tiên nhá. Đây là bàn đấu đầu tiên anh em. Khủng long bạo chúa bên tay phải và mã siêu tướng quân bên tay trái. Một người thuận tay trái, một người thuận tay phải. Anh bình mặt luôn ở đây luôn này. Chém luôn, không mang mic. Hôm nay không mang mic. Đi kìa. Trọng, đi cháu. Kêu kìa. Cháu kêu rồi ạ. Ván cứ ván lẻ thì siêu sẽ đi tiên. Ván chẵn thì thường đi tiên. À không phải đánh kỳ hữu đâu anh em, đánh quán cà phê anh em ạ. Ai kỳ thủ đi ăn không ạ, ra cà phê anh em ạ. Vậy là tỷ số là 1-0 cho siêu rồi. Đây đây anh ạ. À chẳng ạ, úp anh được. Chẳng úp anh. Siêu hay quá. Em úp thua đừng đổ dạy em nhá. Úp rồi. Vậy là 1-0 cho Mã Siêu Tướng Quân rồi anh em. Nhưng mà úp cái nắp này có phải úp quân cờ xuống không? Có chứ. Nắp đỏ à. Anh Siêu anh yêu thương mày mà chẳng hết. Vậy là 1-0 cho Mã Siêu rồi. Cái nói chung là cái kèo này đánh rất nhanh anh em. Anh em cần phải theo dõi nhanh chứ không là hết nhanh đấy anh em. Bàn thứ chẵn thì là Hà Văn Tiến đi tiên, bán lẻ thì là Siêu đi tiên đây. Chào chú Cuội nhá, chào Andy, chào Quỳ Nguyên, chào tất cả anh em nhá. Và là anh em đang xem trận giao lưu kỳ trận sâu mát của Úp anh em. Vậy là ván này thì sao rồi? Mã Siêu tuy sau lại có xe trước anh em. Tiến chưa thấy xe đâu. Đây là ván đấu thứ hai anh em nhá. Ván đấu thứ hai giữa hai doanh thủ đây. Khủng long bạo chúa Hà Văn Tiến và tướng quân Mã Siêu. Tỷ số đang là 1-0 rồi anh em ơi. Chai lục cho nó sang bên trái cho nó lấy ra một tí anh em. Ok. Cho cân cân anh em nhìn cho nó chuẩn. Nói chung là cứ kèo chuẩn thì siêu đánh thôi có gì đâu. Siêu toàn ba tướng. Làm sao đâu anh em. Xe ngựa đánh với cả gì. Cũng xe ngựa. Tiến đã ra xe rồi. Vậy chạm 10 anh em nhá, chạm 10 nha anh em nhá. Đây là ván đấu thứ hai đây. Anh
anh em cứ dự đoán tỷ số mà, thoải mái đi. Ai là idol của anh em thì anh em cứ dự đoán thoải mái nhá. Đấy. Hai bên đều đi nhanh anh em ạ. Tay một bên thì tay chiêu, một bên tay không chiêu, hai bên đều thuận tay. Rất lợi cho cả hai đấy anh em nhá. Đấy. Anh em lựa chọn cho mình cốc cà phê để có thể ngồi xem đi. Tướng quân mã siêu với khủng long bạo chúa đây. Anh Nam đang ở trên Chiều rất kinh nghiệm, bốc con mạ khác vào ngày giống Huỳnh thế. Chiều kinh nghiệm đấy chơi gì nữa. Nam chắc con nào vậy? Dạ. Nam chắc con nào. Thôi đừng lôi, đừng lôi anh ấy hỏi thôi. Vâng, em còn nói gì không? Cầm máy tính của anh Nam, để máy giả. Máy tính á. Ở đây là bàn đầu thứ hai anh em nhé, tỷ số đang là 1-0 cho tướng quân mã siêu rồi. 1 phút 50 giây, một bên 1 phút. Trên này. Đúng nóng quá. Đúng rồi, anh cởi áo sợ rồi. Bảo nó bật cái điều hòa lên tí à? Thôi kệ. À vậy là siêu thắng tặng 500k, vậy cảm ơn Đôn nhá. Vậy là nếu Lũ sẽ ghi vào nha anh em nhá. Không ghim được. Vậy là Lũ sẽ ghim vào anh em ơi. Lũ ghim vào anh em nhá. Lũ sẽ viết ra giấy nhá. Vậy là siêu win này. Mr. Don tặng 5 ly. Ok, cảm ơn Don nhá. Những ai phần thưởng, ai cho phần trận đấu này thì Lũ sẽ ghi vào anh em nhá. Ui cái chớp này khó lắm bạn Thiên Anh ạ. Nó bị vướng tay. Này anh em chịu khó tí, cái mình cũng muốn đấy, mình cũng muốn chuẩn nhưng mà nó cũng hơi khó một tí, anh em thông cảm đợi tí nữa mà mình sẽ thiết kế xem nhau nhá. Bàn này hơi bé. Vẫn chơi đấy lão tướng ạ, các bạn ăn gần đấy xong rồi ra đây chơi gần luôn. Hai ma doanh thủ 4 gần. Vậy là một bên có xe, một bên không có xe. À, chào Mimi Hoàng nha, Mimi Hoàng cổ vũ cho ai đấy? Cổ vũ cho Hà Văn Tiến đấy, cổ vũ cho Siêu. Cổ vũ cho ai em? Ui, siêu hết giờ anh em ạ. Ôi giời ơi, siêu hết giờ. Kinh giật anh em ạ. Ờ, thế mà mới hết giờ. Ăn được mấy mà còn xe pháo. Dạ. Kinh. 1 phút 50 giây mà bên siêu hết giờ. Siêu thả đấy. Siêu về. Thả lộ đấy. Vậy là tỷ số 1 đều. Đánh cờ khoảng 10 phút một đều anh em ơi.
Và đây là ván đấu thứ 3 anh em nhá, tỷ số đang là 1 đều rồi. Vậy mang đi vật rồi anh em ạ. Nói chung cái này chớp thì hai bên, một bên thì muốn ép giờ, một bên thì ít giờ, kiểu gì cũng có sót, làm sao như chuẩn như kiểu 10 phút 5 giây được. Anh em ở ngoài nhìn thấy hoa mắt rồi còn đánh đấm gì nữa đâu. Dạ vâng, anh Nam Muji vẫn đánh ở đây ạ. Anh Nam lên đây chơi, lão đại nói anh Nam lên đây. Chào bạn La Thanh nhá, chào Lucky. Chào cô Tiên. Chào lão tướng nhá, chào tất cả anh em. Vậy là tỷ số đang là 1 đều, đây là ván đấu thứ 3. Liệu tỷ số sẽ làm 2-1 cho ai đây? Khi mà giờ giấc nhảy thì khó hòa lắm anh em. À, vậy là nếu giờ như này là hòa đấy. Dạ vâng, cái trên này mạnh hơn. Chào Lemon nhá. Này phải quay ngược. Cái đèn này là có cái đèn này là được. Cái này không đặt điện răng điện thoại thì nó sẽ ảnh hưởng đến quân cờ, bàn cờ vậy ạ. Bàn cờ của em nó bị xóa tăng lên. Bật cái này. Anh Tài ơi. Làm gì có? Đây có nào bật lỗ. Cho anh nhờ tí bật cái đèn lên, không anh cho anh nhờ tí nữa. Chỉ có đèn này này, chiếu vào. Không bật cái đèn này nữa đâu. Đây là cái gì ạ? Cháy. À không cháy. À cái này khó khó rồi. Cái này không phải là đèn này. Thôi rồi, anh cảm ơn. Nó lại không cho đâu. Anh em tí nữa có gì có cái video ở Sài Gòn đấy anh em. Đưa anh vào. Dạ. Cho là quay cái này. Quay thì sau trận nhá, cứ từ từ anh em. Sẽ sau trận. Chai đồng hồ tối là do cái đèn này nó hơi bị ngược thì sáng thì anh em ạ. Đầy đủ chân thiết kế nào. Đợt này là thay đổi hơn sức ra. Cái sự chỉ rõ nó thể hiện ra. Anh cũng chiều mà. Đợt trước cái này đâu có thế. Mấy cái đèn này ở đâu rồi? Anh chiều, hai là anh rõ ràng. Là anh không có... Ví dụ anh không có một anh gì cả. Hơi tối tí anh em nhỉ?
Nếu lủ chỉnh ánh sáng thì hơi ảnh hưởng đến quân cờ một tí nhá. Đây, bây giờ lủ sẽ chỉnh ra kia vậy. Nhìn rõ thì lại hơi đấy, sáng thế nhưng là đây nhá. Đấy, nhìn đồng hồ nó hơi sáng. Rồi. Ủi, cờ nhiều quần thế này ai đánh nhận được. Được chưa? Hả? Anh tưởng phi sĩ không? Phi sĩ đi. Hai một cho khủng long rồi. Khủng long bạo chúa anh em ạ. Dạ ghê quá, chạm 10. Chạm 10, chạm 10. 2-1 luôn cho. À, lão đã lại gốc ở miền Bắc. Gốc miền Bắc vào trong Sài Gòn nói chung tí nữa. Đây quay đây. Đây, hai anh Huấn với cả lão đại đây được chưa? Đấy, lão đại đây, chào đấy. Huấn đây. Idol Sơn Bé của anh em đây, được chưa? Đấy, còn đây là Hà Văn Tiến đây. Đấy, đang đi đánh đây. Trọng đây. Đây là gì nhỉ? Tướng quân Mã Siêu. Ok chưa? Xong nhá. Lướt qua thôi anh em ạ, chứ còn đánh cờ mình phải xem cờ nhá. Lướt gọi là lướt con nhà bà Ván. 2-1 anh em nhá. Đấy. Đây là chớp anh em ơi. 2-1 rồi, đây là ván đầu thứ tư nhá. Sau khi bị dẫn ván đầu tiên thì bật lại hai ván liền đến từ Tiến thôi. Các anh muốn thích này ạ. Anh Nguyễn này muốn nghe. Chớp hay quá anh vừa bơ nhỉ. Mà đừng cho anh. Đã. Đã để cho nó dễ bởi nhiều huấn luyện mà. Ở chỗ Mi Phách không phải tầng 2 tầng 1 mà cái quán cà phê ở chỗ. Và là siêu có xe trong khi Tiến chưa có xe anh em. Tỷ số 2-1 này. Chạm 10 anh em nhá. Đây là chạm 10. À cả em chào em Luận nhá. Nói chung quán cà phê này đẹp mà, uy tín này. Quán đẹp. Kìa chụp. Nói chung chớp lại anh em phải xem tập trung mà anh em ạ, chứ không là nhoang nhoang hết ván ngay, có khi có ván chỉ khoảng tầm 30 giây xong ván đấy. Có ván nhiều phút, ván nào nhiều, ván nào kịch kim nó chỉ là 6 phút 50 giây. 6 phút 50 giây là cho cả hai bên. Thì chưa đến 6 phút 50 giây là hết rồi. À đúng rồi. Đấy cộng cả hai bên vào. Cho nên anh em cần phải xem nhanh. Tập trung. Vậy đây là ván đấu thứ tư anh em nhé. Hai xe, vậy là có hai đều rồi anh em. Bàn càng quá nhỉ. Hay quá. Đấm rồi. Lao sinh ra phải đúng cái cờ mà máy nó tượng lên. Cờ lem hay. Úp xuống ông nhìn hai màu hai đít là xong nhanh. Mà em lâu chơi rồi cảm giác cờ. Vậy là tỷ số là 2 đều rồi anh em ơi. Đây là ván đấu thứ 5 đây. An chọi coi, bàn cần quá nhỉ. Hai đều anh em nhá. Vẫn là 1 phút 50 giây với 5 phút đây.
là bàn đấu thứ 5 này. Và sau khi đấu xe thì Tiến có pháo mã tranh hùng với cả tốt tượng. Tốt tượng mã. À đúng rồi, Tuấn Nguyễn đấy, anh nữ khách đấy. Hứa Chử à? Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa Hứa Chử cởi trần đánh mã siêu nhỉ? Hai đều, đây là bàn đấu 5. Vậy là siêu đã có xe ngựa rồi anh em. Vậy là mang pháo giả đi vật. Ui giời, siêu có vẻ là vật pháo vương quá nhỉ. Anh Hải Phòng thì đến mình còn mình không biết mặt nữa là anh em. Nói thật lòng mà lũ còn không biết mặt anh đẹp trai luôn. Anh em nhiều người sao biết được. Mình còn không biết anh đẹp trai, anh đẹp trợ bao nhiêu lần còn không biết mặt nữa. Còn không biết mặt anh đẹp trai nữa. Có khi lão đại còn không biết mặt thì mình sao biết mặt được. Anh em, không biết mặt anh đẹp trai là gì đâu. Bên rồi. Hai đều, đây là ván 5. Xe này. Siêu nằm mát lắm, nằm hai xe này. Ván đâu hai xe? Xe đóng. 3-2 cho siêu. Cẳng quá nhở. Không đùa đâu anh em ạ. Xe thiếu 4 xe này. Quá này. Có mạng siêu tâm tình mày cái gì. Ba hai anh em nhá. Ra xe pháo mà thua mạng siêu. Thành. Đâu vừa đi rồi. Chẵn thì em đi ván đầu đúng không? Đi ván đầu thì ván này phải đến lượt ấy mới. Thế rồi. Ván này đến lượt. Tôi để đấy thì đi tôi đi lại hai ván liền. Vậy là đi nhầm thì coi như là Tiến đi lại hai ván liền anh em. Đánh ở Thái Thịnh. Thái Thịnh anh đại. Bàn càng quá anh em ạ. Cuộc chiến giữa tướng Mã Siêu với cả khủng long Mạo Chúa. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Ai sẽ đắc lĩnh phần thưởng 35 ly đây? 35 ly cả gốc anh em. Liệu ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Khủng long Mạo Chúa hay là tướng quân Mã Siêu đây? Gọi vợ xả gọi 61 thuộc thì siêu
Vậy là 3-2 rồi anh em nhá. Không biết vấn này phải 3 đều hay là 4-2 đây. À không bình luận giáp cấp đâu, mình có làm giải cờ ngửa đâu anh em. Giáp cấp bình luận cờ ngửa ở đâu nhỉ? Vậy là tỷ số 4-2 anh em ạ. Thấy mã siêu nhảy tỷ số, cầm tỷ số là biết rồi. Bằng này bắn đi, bằng sao bắn đi nữa nhớ rồi. Ờ à, đúng rồi. Ok. Ván này tiến tiên, ván sau tiến tiên nữa. Hai ván tiên liền. Chào hôm nay nhá, chào tất cả anh em. Anh em xem thì hay nhớ like và đăng ký. Không hay thì đăng ký cả like, cảm ơn anh em rất nhiều. Thấy hay thì like cả đăng ký, không hay thì đăng ký cả like, cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Đây là ván đấu thứ 7 đây. Hai xe cho Tiến, khả năng ván này hơi mệt cho tướng siêu đây. Khi mà tướng siêu chưa có hộp sữa nào, trong khi khủng long ngạo chúa lại hai hộp sữa anh em ạ. Rồi em chào anh Tuấn Nha Trang nhá. Hai xe một pháo đánh cả pháo mã. Vậy là xe pháo mã đánh cả hai xe một pháo đây. Nói chung là một xe là khó rồi. Kém xe ai chứ kém xe Tiến là mệt rồi anh em ạ. Cực kỳ mệt. Bốn hai. Không biết là 5-2 hay là 4-3 đây. Nói chung là hòa hai kỳ trụ đánh giờ giấc này khó hòa lắm anh em. Cũng nghĩ là rất là khó hòa. Xong. Pha tốt lụt đẹp anh em ạ. Khó đó, khó đỡ quả đấy quá. Ván này đi tiêm tiếp nhá, nhớ nhớ nhá, đi tiêm tiếp, đi tiêm tiếp. Ván này Tiến đi tiêm tiếp nhá, ván thứ 8 này đi tiêm tiếp. Trận này nếu đoán ai thắng thì hơi lát à. Thỉnh thoảng mạng nó hơi lát thì anh em trong khoảng. Ok anh em, cái này là bị do wifi anh em ạ. Cái này là bình thường ngủ quay bằng 4G ấy, nhưng mà quay hơi lát thì anh em thông cảm. Ở trong nhà này không dùng 4G được anh em ạ. Dùng 4G là không dùng được. Mong em thông cảm nhá.
Vậy là ván đấu thứ 8 này Tiến lại có 2 xe anh em ạ. 2 xe đánh với cả không xe nào anh em. Ok viên đội Trần. À, đúng rồi, nó hơi do cái mạng hơi bị giật. Anh em thông cảm chịu khó một tí bởi vì nó không được chuyên thu như bình thường đâu. Bởi vì không dùng được 4 cờ anh em ạ. 4 cờ ở đây nó hơi bị lát. Cờ ở đây không dùng được. Chào Vi Nguyễn nhá, chào tất cả anh em. Anh đi mình à, anh đi cả đạo tướng. Nốc hay chê. Còn đó đi trên lại thế hết lá này. Chê thức lá. Cái này đến đặt siêu đi. Đi dưới đi trên đâu. Anh nhau vậy. Bốn đều cần quá nhỉ. Nếu mà hơi giật thì anh em để về chế độ 720 thôi, đừng lên 180 nữa nhá. Đấy là cũng là một cách để cho nó đỡ giật. Vậy là hai hộp sữa cho Siêu và một hộp sữa cho Tiến anh em ơi. Em động viên nó là em hại nó thì em tốt lành gì. Động viên tốt lên. Anh thế thì có nộp đi làm gì. Có được đâu, có đánh đâu mà nó. Anh đi về làm chung trăm bình thường, anh muốn chơi gì. Động viên cháu. Các siêu nữa, cả mười cơ mồm cái gì. Bảo nó dung thôi. Vậy là ban đầu 9 đây anh em ơi. 2 xe, 1 ngựa, 2 sĩ đánh cả đi. 2 xe. Bên phải là yếu lắm, bên trái thì chê cháu vậy. Cháu dù lũ chán lắm. Không có thao ra lên tụi mình. Ra đi ông già. Con giết hả? Là đứa con bị anh ơi. Xong rồi ra ngồi một tí. À tí nữa nhắc anh đưa cho mày đính. Bốn đều anh em, đây là bàn đấu 9 anh em nhá. Hai xe một ngựa đánh hai xe. Thank you.
4 đều anh em nhá, đây là bàn đấu 9 đây. Cần đều quá anh em ạ. Nói chung chớp này nhiều lúc là cũng đi. Không đi nước chuẩn được chưa? Đúng mãi này. Bận rộn thì sao không bận rộn mình cũng chốt lại. 4:30 11 giờ là thứ hai nhắn cho anh cái tên cả ngày tháng năm sinh. Thôi. Thôi. Anh mua chưa? Chị mua chưa anh được. Thế nào nhắn em đấy. Một pha đi tướng nhầm anh em. Đi qua đây cũng vậy. Đúng rồi, đi đâu cũng nhau. Đi qua đấy thì người ta đâm chiếu, đâm phá vẫn thua. Thằng nào cũng thua, đi đâu cũng thua. Xe vào mã và anh cánh thì sao đỡ được. Tay nó phát phát ngay. Còn mấy chục giây thì khó đỡ rồi, mấy chục giây chỗ đấy thì khó đỡ rồi. Chỗ đấy cục rồi anh em đi xuất bên nào cũng thua. Đâm xe chiếu, đâm vào chiếu là thua. Vậy là bên ra xe, bên ra pháo rồi. Tỷ số đang là 5-4 anh em ạ. Vậy là 2 pháo đến cả 1 xe. Thêm mẻ ngựa rồi. Kèo nói chung đến thời điểm này là đang cân. Không cân bởi vì quá cân anh em ơi. Anh em thấy hay cho like anh em ơi, cho tí like nhỉ. Like và đăng ký đi. Lên 200 like nhỉ anh em nhỉ? Nói chung là cao mà. Xe phó mã là với cả gì? Cũng xe phó mã anh em ạ. Hai xe một pháo đánh cả xe phó mã rồi. Kéo đến hiện tại là đang cân anh em. Đang cân. Rất gấu anh em ạ. Thế luôn pháo. Nói chung đánh nhay là phải đi phi như điện giật rồi. Tiến đánh thì nhà nhanh thì phải biết rồi anh em.
Chiêu cái dạng nhanh rồi đấy, mà tiến nhanh hơn, ghê. Đi cầu cao hơn rồi, mình đang nào. Chỗ này hơi mệt cho siêu đây, còn sĩ 6 lại không lên được, nguy hiểm quá. Siêu nghe nhanh hơn em đấy anh Đại nhỉ, nhanh hơn đấy. Xe, nhanh hơn. Xe phải đánh thế, ai đánh thế. Cái này chế ăn đủ đi ăn không hay đâu, cái này đâu, em biết cái điều. Này đi à? Bán này đến đất tiền đi. À đâu? Vừa đi rồi. Không. Bán này đến đất là siêu đi. Sau 4 thôi thì bán này siêu đi. Đi vào nữa là siêu giận. Đi qua bán chưa chồng về chứ. Ván lẻ siêu đi, ván chẵn gì tiến đi. À chào Long Tiểu Kê nhá. Không biết ở đâu bạn Bình Ông ơi. Em yêu ông em nhá. Em chào anh. Vậy là xe pháo đánh 2 xe rồi. Có chút bất ngờ được không siêu? Vẫn một con người đánh cờ á là vẫn ở lại ngay, không có gánh vấn đề gọi do luận rồi mặt thế thôi chứ không phải buồn phèn đấy. Vẫn không có chơi cờ, không chơi, vẫn bỏ không mê, nhưng vẫn mê lắm. Nó luyện suốt, phải cao lên ngoài gặp bạch huấn này muốn bỏ cờ. Chắc là có đồng hồ đấy, em đảm bảo có đồng hồ luôn. Lúc ấy nói định bảo đưa cái đồng hồ cho để đánh với auto, mà đồng hồ em bị hỏng. Chắc chắn là có. Có đồng hồ. 6-4 anh em nhá, đây là ván đấu thứ 11 đây. Chào Trịnh Duy Trì, chào tất cả anh em. Nói chung là chắc chắn kèo này không biết ai thắng, nhưng mà chắc chắn có người dụng người anh em. Chắc chắn là một trong hai người dụng người. Tỷ số đang là 6-4 rồi, liệu 7-4 hay là 5-6 đây. Siêu có 2 hộp sữa rồi, trong khi Tiến chỉ có 1 hộp sữa thôi. Chín bằng tuổi Hành đấy, còn Tiến sinh năm 96. À Tiến sinh năm 97 luôn. Chủ xe dí được này lên ăn hay quá. Chưa anh được mày cười tươi lên. Sao tỷ số nhiêu vậy? 65. Ai thằng Tiến ạ? 65 thì một phút nhanh lắm ạ. Nhiều lúc có khi 30 giây xong ván. Có ván là 30 giây luôn. Trung bình là 6 ván một phút xong lúc. À, trung bình là 6 ván 6 phút xong ván. Làm sao được 6 phút? Kịch kim là 6 phút 50 giây khó không được, không được 6 phút. 6 phút. À xếp cờ cả ấy vào mới là khoảng 5-6 phút 6 phút. Nói chung là trung bình không được 6 phút ván đâu, cả xếp cờ xếp cước vào mới được 6 phút ván thôi anh em ạ. Con sơn bé đây, tí sơn bé với à, nào là lủ
cho sân vé với cả Trọng. Trọng rồi làm một show tiếp theo nào để hai đứa làm một trận. Vâng. Chung kết. Phải nhanh đi. Giáp cấp không biết mấy giờ đánh. Phải quay à? Không ạ. Mày gặp muốn đâu không? Không. Không. Quên mang ví. Chắc đi ra thì chưa được. Em không biết được, chấp nhiều hết. Chọc. Rồi chấp anh chơi thì chưa được. Cháu biết chắc sao được. Tiền 3 năm được không? Tiền 3 năm. Không chấp được, chấp sao được. Chấp sao được. Chấp vì vỡ mồm này, chấp cái gì thì sao được. Chấp. Chấp. Để đủ làm cao đấy mà hai anh em chấp. Tiền 3 năm. Chấp 4 năm hoặc là tiền là được. Hôm trước anh thử giáo Tùng đi cu em anh. Cú lô chắc anh cái gì? Cú lô chắc anh tầm 3 rưỡi, 5, 6, 7. Em thấp hơn cú lô. Một là 4 năm, hai là tiên, 5 phút thôi. Còn tôi biết thích kèo nào kèo. Sao 4 năm nhá. Đấy, hai anh em ra kèo nhà. Không, tiên 4 năm. Hay quá. Yếu thư à? Cái gì mà nó sắp cờ còn chưa xong. Cái này nhanh quá. Cái này chạm 10 nhỉ, cái này chạm 10. Cái này chưa đến 2 phút thật. Cái này thôi được. Xuống 6 đều anh em ơi, cần quá. Cần quá anh em ơi. Em chào anh Hải nha, chào tất cả anh em. Đứng siêu ở thêm khoảng tầm nửa tháng nữa anh em. Chuẩn chín không thơm chẳng phải là thơm nhưng mà thế thôi đích, hôm qua cũng chín đi đại siêu mà chín không nhưng mà đấy cả ngày đánh cả ngày được không cháu, anh phải đánh cân với giáo Tùng đấy được không? Thế tí lũ làm cho dạ vâng ạ vâng trận nữa anh ăn chiều anh về xong trận thơm đi lên và chị ăn cơm. Sau trận này anh em xem ghi nhỉ, Bùi Xuân Trọng à? Đào Văn Trọng cả Vũ Công Sơn nhá. 4 phút 5 phút. 4 phút 5 phút. Đúng tên Trọng Bố Hải Phòng ấy. Năm mua được anh luôn. Nếu mà chị bật được ok là anh đi. Thứ tư thì hơi cập rập quá. Chắc chắn là anh sẽ để thăm mai đó. Vâng. Thế là chia đều ra cho ấy. Ai có quà thế nào? Tuy chúng mày thôi, còn chú thì thoải mái, chú đang nào chú mất rồi thì chú đâu quan tâm. Nào. Cho anh Sơn lựa chọn thôi. Chưa cháu nhỉ? Nào, đứa nào có quà. Sảng cờ thế nhỉ. Ôi, tốt nhất là không nên sắc thì quá. Rồi, mỗi ngày có quà. Thì là 5 năm 10 nhá. Và quay phát 500. Thắng 1 triệu đô 500. Đấy. Cờ ma thật. Ở trận sau là Sơn Bé gặp Trọng nhá, Trọng Quảng Linh anh em nhá. Trọng chấp 1 phút, 4 phút 5 phút, chạm 7. 5 5 10. À 10 à 5 10 5. À 10 5 5 quên. Người thắng là 10, thua 5, quay phát 5 anh em nhá.
kênh em mới có kênh trang của kênh của em làm cái tên cân tôi đủ phách là có kênh mình để tên mình bệnh bạn ngoài nam trai đồ thế thì còn được rồi. Thế thì còn được chứ không ngủ đấy tên em kênh gì kênh công tao có tên người ta em bắt người ta ra em bêu bêu nhỏ người ta phạt em là may anh đây là than là xem an ninh một an ninh viết chữ A hoan A an ninh viết chữ G hoan khách thương hiệu cho khách anh nên đang nhìn thấy an ninh nhiều lắm có khác nhau không một chữ có chữ hoa bôi nhỏ thường cực đẹp thế mà đánh ra hình là yếu thôi đấy, hai xe đánh xe phó mã 6 đều của anh em ạ 5 phút chẳng 7 rồi cho nhanh ôi bỏ qua anh em lấy lấy ngựa đập voi hay hơn thôi đừng có lấy xe đập ngựa ăn voi hay hơn lấy xe đập hết nước rồi ha cái này sao 76 để nhất tiến đi chứ ban sẵn tiến đi dạ vâng ạ em cảm ơn 67 anh em nhá đây là ván đấu thứ 14 đây nói chung là anh em khen là khen ai khen tiến gì cửa quá anh em chấp độ này 76 tiến rất nặng quá anh em ạ, vậy là tiến có hai xe liền anh em, trong khi bên xỉu chưa có xe nào rồi. Bên hộp sữa bên bên không hai hộp sữa bên không hai bên hai hộp sữa bên không hộp sữa nào này. Dễ như viên đội trần nói quá. Kèo này là kèo của chúng nhóc chấp đấy, chúng nhóc chấp đấy. Kiểu đồ gì nữa. Xe. Chắc ăn xe rồi mới như thế. Ăn xe rồi anh em. Rồi tỷ số 86 rồi anh em ơi. Nếu mà người ta bằng xe chưa chưa. Ơi, xe còn nguyên cây, hai xe được chấn lộn. 86 anh em, sau trận đấu này anh em xem trận đấu giữa Đào Văn Trọng, Trọng Quảng Linh với cả Vũ Hồng Sơn. 4 phút 5 phút, Trọng chấp 4 phút 5 phút. Chạm 7 anh em nhé, cờ ngửa anh em. Kê lại cái chiên cho xỉu.
siêu siêu hơn tuổi. Dạ. Lấy cho bố 10 triệu tiền mặt rồi đi lấy thẻ của bố rút lại sau. Sau đó mẹ đưa cho mang cả cho bố cái máy tính, cho bố cái máy tính bố ghép ở trong cái cốp của Nam á. Mang máy tính xuống rồi. Rồi cộng cả 10 triệu. Không ai đâu. Ok. Hai xe một pháo cho khủng long bạo chú anh em ạ, 86 rồi. Ván này mà 96 thì 4 mét boy thì hơi bị mệt siêu đây. Siêu cần phải cố gắng gỡ đi. Mệt cái gì mà mệt. Siêu cao nữa. Siêu hai người cuối. Có vẻ hay có vẻ nịnh chắc. Nó bảo vũ rồi. Dạ. Lịch là kia anh siêu anh ấy chứ vâng, cho vâng, công tối còn được hưởng tí. Ui rồi, ui rồi, bực nhè. Rồi giờ con này giải quyết được siêu. Hai xe hai pháo đánh với cả gì? Hai xe pháo mã. Đang bằng cây nhau nhưng vị cây của Tiến đang đẹp hơn anh em ơi. Em xem like tí đi anh em ơi. Lên ít nhỉ. Ít like đi. Cho 250 like nhỉ. Đẹp đi anh em. À mỗi cái thủ đóng 10 ly đấy anh em. Nhà tài trợ là Mr. Lữ Khách tài trợ 20 ly đấy. 15 ly cho trận đấu này và 5 ly quay phát. À đâu, 86. 86 chưa nhỉ. Vậy là một vài chi chiếu đã ăn được con pháo rồi. Ừ.
Nhanh quá anh em ạ. Trời ma thật cơm. Đấm. Không cây. Lắm không? Quá nhỉ. Cào quá nhỉ. Đi thông quát luôn. Cào rồi. Rồi thế mà ăn mình. Thế mà ăn được. Giỏi. Đây là 87 anh em nhá. Nó mà thua thì mày cứ ăn thì khổ thôi. Có ai đi nhỉ? Đây thì 2 phút thì đấy lặng cho nên là xuống 10 giây bạn Nguyễn Duy Anh. Còn 1 phút 50 giây thôi, 2 phút thì có 10 giây. Xe ngựa đánh cả xe sĩ. Sau A1 đã tiến về đi mua không tiến vào đô men tốt xấu mà kịp mua đâu. 97 anh em ạ. Là 3 mét boy cho tiền anh em nhé. Trăng
Trinh. Chả hiểu sao anh em đi không có cái phụ nợ kia hít lên tìm thôi, nhưng mà anh em là hợp đấy, không ảnh hưởng gì em cùng anh. Quay thử nghe mày trong này. Đi Buzi mà là Trang Trinh. Mà có cần thêm nữa không? Cần gì nữa? Vậy là xe pháo mã đánh với cả gì? Xe hai pháo anh em ạ. Trang Trinh. Phóng con pháo giả xuống cửu dã man quá anh em ạ. Trang Trinh. Anh lên hỏi Trang Trinh rồi. Được rồi. 3 mét boy mà tới bây giờ còn hot này. Sau trận đấu này là trận Vũ Hồng Sơn với cả Đào Văn Trọng nhá. Ủi, cấm chiếc xe luôn. Xe Bùi Xuân Trọng lại đọc sao nào chứ. Đào Văn Trọng chấp 1 phút. Sao rồi? Hôm qua vừa không chơi được. Xong phim rồi. Hết rồi. Vậy là xong phim rồi. Vậy là với tỷ số là 17. Vậy là xin cảm ơn Mr. Lữ Khách đã tài trợ cho trận đấu này. 20 ly và 15 ly cho người chiến thắng. Kết thúc là tiến đăng lĩnh phần thưởng là 35 ly cả gốc anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp anh em khoảng 15 phút nữa thì Lũ sẽ quay trận của Đào Văn Trọng với cả Vũ Hồng Sơn. 4 phút 5 phút chạm 7 nhá.